Mọi người nhìn thấy không? Hiện trường đang là một bối cảnh rất là lung linh, mờ ảo và vi diệu. Đây là cái idea của Reactive Director Phương Ngô cùng với Đinh Chiến đã tạo ra một cái không gian lung linh và huyền ảo. Nơi đây sẽ làm cái trailer cho live show ngày Em Thắp Sao Trời của Đàm Vĩnh Hưng. Với cái hình ảnh mà mọi người thấy đó, với chiếc đèn dầu là những chất liệu xưa cũ, Hưng sẽ bước lên những cái nấc thang để thắp lên trên bầu trời những ánh sáng đẹp lung linh từ chiếc đèn dầu xưa cũ đó. Nhìn ánh sáng của chiếc đèn dầu nhỏ nhoi xưa cũ nhưng có thể chiếu sáng cả một vùng trời. Nghe bay. Nhà sau lưng Hưng là một dàn máy gọi là bùm đó, trong nghề gọi là bùm, rất tốn tiền nha mọi người nha. Nhưng mọi người thấy là Hưng cùng với ekip của mình dùng ý tưởng với chiếc đèn dầu tuy xưa cũ nhưng ánh sáng và có thể chiếu sáng cả một vùng. Rất nhiều ngụ ý trong đó lắm đó. Đừng có chê đồ xưa nha. Đồ xưa hay vô cùng hay luôn đó. Bí mật lắm đó. Thú vị lắm đó. Không dễ gì sử dụng được đâu. Đã có can. Đã có can. Còn gì nữa đâu mà khóc với đó, bọn này nó chơi vậy đó. Là khoảng nhiêu anh? Không phải của tụi nó đâu có xuyên xót gì đâu. Thì nhưng mà khoảng mình là mua từ bằng mồ hôi nước mắt sôi động, cực khổ. Mấy xuất khác? Làm gì mấy xuất khác? Xuất khác được mấy đôi. bóp hồng mới mua được đôi dép đôi dài để mang. Để diễn, đi kiếm cơm, để sống, nuôi con, nuôi cháu đi mẹ. Cái gì đó? Nó cô nhúng vô nước vậy đó. Cũng phải làm thôi hả? Chứ hy sinh hết á. Một đời ta, ba đời nó, mình nên nhớ điều đó. Đời ta cần hơn, cần bảo vệ cái tên của mình cho khán giả yêu thích. Sướng là hot, là nhiều show, mua được nhiều đôi này hơn nữa. Chứ tôi mà lo khư khư giữ giày. Tôi là không có chương trình đó nha. Rất rõ ràng, rất công tâm sòng phẳng với nghề nghiệp. Ai muốn khỏe, muốn ngủ thoải mái, sung sướng ở nhà ngủ, còn là chấp nhận đi làm là phải cực. Đó, kiếm tiền mà. Trời ơi, chưa? Thơm tho ra hát thì đã vỗ tay, xuống còn cầm tiền. Muốn cái gì nữa? Than cái thở. Ôi, không có than thở. Cái đèn cù là quá rồi. Đèn dầu má ơi. Cái đèn cù. Làm đi. Nhìn mấy câu là một sức khác của anh Hưng thì cũng kha khá đó. Phải giỡn mà. Đủ mua cái đèn dầu này nè bà. Tiếp chất. Mẹ đang rất là nhiều nước của mọi người, nước nhiều lắm. Nhưng mà đã không? Đã xong đã. Đúng ý anh luôn, đúng máu anh luôn. Anh thích chơi là chơi vậy đó. Đời anh sẽ đẹp vì có em. Ngày dài sẽ là mình nhớ thêm. Biển xanh cát trắng, sóng hòa nhịp ái ân. Không còn những chiều bâng khuâng. Ê, cái này ngồi lên trên mặt trăng đẹp lắm á, đi chân không á, ngồi bó gối đi chân không. À, bể không? Không bể đâu, hứa luôn á. Xưa là phải vậy chứ Phương. Tấm hình hồi xưa chụp với má, móng tay dài. Cái này hợp với ngoài hè lắm, ngoài hè đấy là chứ. Đây là bộ đồ của gọi là Iguan cho ta. Lassen McQueen. Yes. Bộ sưu tập Runway. Nhưng nó là của Vinh Bài Lầu. Vinh Bài Lầu. Vinh Bài Lầu. Vinh Bài Lầu nha. Sai bự. Thế là mình mua về mình chế lại, cắt quần nhỏ lại hết, tháo ra hết tùm lum cả la luôn. May là thành một cái bộ riêng mình. Ok la. Hay chơi các bạn lắm. Tại vì mình làm cho nam làm đơn giản lắm, không có gần như vậy. Mà nếu mà các thương hiệu lớn nha mà làm gần như vậy đó, mình gắn hộp gắn đáy mình mong muốn, trời đất ơi, nó phải là từ 18.000 đô, 20.000 đô trở lên. Cái này cũng dùng không rõ đâu đó, mà tại vì mình đi ngay cái mùa sale đâu đó, mình hốc luôn. Cái gì đó bà nội? Dạ này anh Hưng sơ hở là tiểu phẩm quá.
chứ không có các em, anh sẽ không bao giờ làm tiểu phẩm cả. Quá chuẩn luôn. Tại vì năm sớm mấy cái camera nó cứ chỉ vô mặt mình, phải làm này làm kia cho nó vui vẻ. Ủa anh với em một cử chỉ nhỏ thôi, nhường đường cái mà cũng giật tiếp là đàn anh hưng tinh tế nhường đường với đàn em. Nó có thiệt mà, trong máu mình thôi. Nó có tạo được đó không? Mình không biết ai quay gì luôn á. Mình chỉ hỏi là có bị chen lớn ai không vậy? Nó kỳ lắm. Giờ không dám di động luôn, di chuyển luôn nè. Thấy sợ dơ cái nền giống cái gì. Thôi các em ơi. Cái gì vậy? Ủa trời ơi. Đêm nay em biết anh thương nhiều. Nhìn mưa rơi thầm mơ ta chung đôi, lệ hẹn trên mi môi bao giờ nguôi. Hello, lại là một chung cư nữa. Cứ mỗi một dự án là chúng tôi phải cất công đi tìm những cái location để mà nó phù hợp nhất với cái nội dung câu chuyện mà chúng tôi muốn truyền tải. Lần này tụi Hưng lại gặp khó khăn một lần nữa, khi mà những chung cư trước đây đã từng quay đó rất đẹp, nhưng mình đang cần 3 căn nhà liền nhau để sử dụng được hết và sử dụng cả cái vấn đề cúp điện. Để rồi như một cái hàng xóm với nhau cả thì rất khó khăn. Cho nên là lần này may quá, ekip của Hưng đã tìm được chung cư An Bình ở tại quận 5 và cũng thuyết phục được các chủ nhà ở đây. Các anh chị rất dễ thương luôn, vô cùng hỗ trợ và giúp đỡ đoàn phim của tụi Hưng. Cái bối cảnh mà đạo diễn đưa ra là nó là một cái sinh hoạt của những gia đình trong một cái khu phố và nó thuộc về trước 75 cơ. Những mọi người biết ngày xưa hay có cúp điện rồi đó, phải có những cái cảnh gia đình sẽ ra phía trước nhà ngồi đàn hát hoặc là có những đứa trẻ chạy chơi các kiểu. Đó, chung cư này chung kia đó cũng người Hoa là nhiều đấy, và đang đứng ở đây đó, ánh sáng rất đặc biệt luôn để có thể mà mọi người nhìn thấy được cái khu mà hôm nay thế nào. Đó, không quay một vòng cho mọi người thấy bối cảnh ở trong khu này là vậy đó. Ở đây có những cái khu mình phải gọi là giếng trời chung. Đó, thì mọi người thấy rằng là những cái nét sinh hoạt này nó rất là xưa cũ, không hề dễ tìm. Mà người ta còn giữ được như vậy là rất hay luôn, rất may mắn cho Hưng. Và tất cả những câu chuyện ngày xưa đó được kể lại hết một cách cụ thể nhất để mọi người có thể nhìn ngắm lại một Sài Gòn xa xưa rất đặc biệt như thế nào. Đó, và Hưng sẽ là vào vai một nhân vật ở trong cái một trong ba ngôi nhà này. À, mọi người ơi, mọi người hãy tới xem live show của Đàm Vĩnh Hưng nhé. Live show cuối cùng của nhạc xưa mà Hưng sẽ làm. Hưng sẽ không thực hiện một live show nhạc xưa nào nữa hết. Cho nên là Hưng sẽ đem tất cả những gì đẹp nhất, hay nhất của chặng đường hành trình 19 năm trời của Giả Khúc Cho Tình Nhân để cống hiến cho quý vị khán giả. Màn đêm mở hơi sâu, mộng đâu xin dài lâu. Một vì sao lạ rơi, nghe hồn tê tái trên dòng hương khói. Hello, em đang mặc bộ gì không nhỉ? What? Đây là bộ đồ King Summer của những người đàn ông thời xa xưa đó. Wow. Đã chọn đúng cái giải xưa gì đó như là bộ can của đợt này là cho chúng trận thì mình mới rất là thú. Mình hóa thân một nhân vật không phải là mấy ơi, mình là áo lược, kim cương phục xoài hay là đồng các kiểu. Mình vào nhân vật ở giai đoạn đó trong một ngôi nhà nó trung lưu như thế này, nó vừa phải mà nó lịch sự. Nhân vật này á là một người đàn ông cô độc, thì khi cúp điện như bao nhiêu người đốt đèn dầu lên và nghe văn bản tiếng họ đàn hát, thì mình đi bộ ra ngoài phía trước để xem cái tiếng hát đó từ đâu ra, cái bài hát đó cảm thân nó đã dẫn dắt mình vào một vùng sáng rất tuyệt vời. Đó. Và khi bước vào vùng sáng đó tìm được những điều thật tuyệt vời cho cái tương lai của một nhân vật mà đến 50 năm sau nó xuất hiện, đó chính là Đàm Vĩnh Hưng. Trên đôi môi thanh xuân
ướp hôn nồng bên gối đắm say. Ánh sao trời theo gió rụng rơi. Chờ trăng gió lên khơi.